Chào các bạn, chào mừng quay lại kênh của tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về V của BTS và món quà đáng nhớ mà anh dành tặng cho các fan Mexico trong ngày quay cuối của Seljin. Nếu bạn là fan Kpop thì bạn chắc chắn biết rằng V còn được biết đến với cái tên Taerang, được biết đến với tấm lòng nhân ái và những hành động đầy tình cảm của mình. Lần này, anh vẫn tiếp tục gây bất ngờ cho các fan Mexico của mình vào ngày quay cuối, V đã gây bất ngờ cho mọi người bằng cách mang đồ ăn và hàng hóa đến cho các fan Mexico đang háo hức chờ đợi để gặp anh ta. Ngay cả sau khi nhà hàng đã đóng cửa và mục tiêu 12.000 pesos đã đạt được, V vẫn bị bắt gặp đang nấu ăn cho các fan của mình. Theo các fan Mexico, V đã tặng các sản phẩm của Selzin cùng với gà chiên và xúc xích tự làm cho các fan đang đợi ở gần hiện trường quay hình vào ngày đó. Bạn có thể tin được không? Anh ấy không chỉ là một nhạc sĩ tài năng mà còn là một đầu bếp tuyệt vời. Và đó chưa phải là tất cả. Trong tập cuối cùng của Jin, V đã biểu diễn bài hát Jun Băng Tan của BTS trên đường phố Baeceila, tạo nên một khung cảnh nóng bỏng. Đó là một sự kỷ niệm về thành công của 12.000 pesos và một cử chỉ của sự biết ơn đối với các fan đã tuân thủ các quy tắc và giúp cho quay phim thành công. Nhưng điều thực sự đáng ngạc nhiên là các fan Mexico đã kiềm chế không sử dụng điện thoại di động để duy trì trật tự trên hiện trường quay phim và xem quay phim. Jin, từ xa. Họ bảo vệ khu vực xung quanh để không làm phiền đến quay phim và sự nỗ lực của họ được về đánh giá cao. Thậm chí trang thông tin Anh Cloud News còn đăng tải đoạn video khi về biểu diễn múa Selin trên TikTok, nhận xét rằng màn trình diễn bất ngờ của anh tràn đầy năng lượng và sự quyến rũ, cùng với đó là cách về tương tác vui vẻ và đầy ngọt ngào với người hâm mộ. Thật sự, về không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một con người tuyệt vời. Câu chuyện về món quà của V tặng cho người hâm mộ Mexico là một kết thúc cổ tích cho Seljin. Thật ấm lòng khi thấy người hâm mộ và nghệ sĩ thực sự quan tâm đến nhau và hành động tốt bụng của V đã chạm đến trái tim của các fan hâm mộ trên toàn thế giới. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về câu chuyện đầy cảm động này trong phần bình luận bên dưới. Và như mọi khi, đừng quên bấm nút like và subscribe để cập nhật tin tức K-pop tuyệt vời hơn nữa.